Hello, xin chào mọi người đã quay lại kênh Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay mình sẽ làm bún riêu nha. Giờ mình giới thiệu cho mọi người nguyên liệu chính nha. Cái này trứng nè, mình đã luộc xong rồi. Luộc á, mình bỏ muối với củ hành nhé. Đây, mình rửa sạch rồi. Còn bên này là hai củ hành tây này, mình nướng lên xong rồi mình luộc vỏ như thế này nhé. Còn bên này là hành tím này, mình băm nhuyễn như thế này. Bên này là tỏi này, còn bên này là hành tím, mình cắt lát như thế này nhé. Tí mình xào với tôm khô nha. Còn bên này là cà chua này. Đó. Còn bên này là thịt thịt heo người ta sấy ra như thế này, này. À, tí nữa mình là làm bún riêu á, mình làm rổi rổi dùng cái này là gì ta, cái này là cho lụa, cái này là chà bí. Mình thiếu lúa lúa sống á, nên không có được, mình làm lại như thế này nhé. Bên này là tôm khô nha, tí nữa mình xay nhuyễn xong rồi mình trộn với thịt này nha, mình làm riêu nha. Đây là tôm khô này. Mình ngấm 20 phút này. Xong cho nó nở ra vậy. Cho nó mềm nữa. Tí mình xay nó dễ hơn. Đây. Đây mình đổ xương vô. Mình nếm gia vị luôn nha. Cho chút xíu muối này. Cho một muỗng hạt nêm, cho đường phèn nhé, cho nó ngọt nước. Mình cho củ hành nhé, củ hành tím này. Tại vì cái này đáng lẽ là có củ trắng nhưng mà quên đi chợ, quên lấy, tại vì đi chung với mấy đứa nhỏ quên nhiều thứ luôn. Nên mình cho hành tây 2 củ nha, cho nó ngọt ngạt nước nha. Đó, đông nắp lại nè. Mình đi cắt cà chua nha. Để nước leo mình trắng ngon hơn. Bên này là tôm khô này, mình đã xảy nó nhuyễn như thế này rồi. Bên này mình làm rổi nha. Còn bên này chút xíu này mình đổ trong nước dùng này nhé. Nó thơm nha. Thì mình nấu tiếp nha. Dầu đã nóng rồi nè, cho hành tỏi băm vô nha. Cái này mình để lại xào cho tới thơm nha. Mùi thơm là mình lấy ra. Cái này là mình xào như thế này xong rồi mình ướp ướp cái kia nó ngon hơn, nó thơm hơn. Cái riêu, cái rổi này.
này như thế này là được nha. Mình tắt bếp nha. À, bên này là mình đang nấu huyết ấy. Huyết thì mình làm như thế này cho nó ngon hơn, nó thấm gia vị hơn. Bên này là mình bỏ chút muối với lại gừng. Huyết sống mình nấu lên. Giờ chưa có chín đâu. Ăn nhiêu thì cho hết nha, ăn ít thì cho phần nữa. Đây, còn ít xíu rồi, chắc làm hết luôn đi. Tôm khô này, mình sấy này. Bên này là hành tím mình xào hồi nãy. Cái này thì người ta làm với tép mỡ, nó thơm hơn nhưng mà không có tép mỡ nên mình xào bằng dầu ăn. Thật quá đây là gia vị nấu bún riêu nha. Cho hết luôn. Bên này là chặt tôm nha. Cái này nó được rồi nha. Cho phần nữa thôi nha. Mình sẽ cho hết nha. Thì mình sẽ cho mắm tôm nha. Một muỗng ha, thêm nếm như trong này là đường. Cái bột ngọt ấy. Cho chút xíu muối nha, tại vì trong này có mặn rồi. Cho chút xíu thôi. Nước mắm nha. Cho một muỗng thôi nha. Giờ mình trộn đều luôn nha. Cho trứng nha, cho nó dính. Hai quả cho màu vào điều nhé, cho nó tạo màu nó đẹp nhé. Bye-bye.
nhà mình không có ba tay, cái này mình nó cho người khác ăn nên mình không có, mình không dùng tay được. Cho hành lá vô nha. Cắt hành lá nhỏ như thế này xong bỏ vô. Trộn đều tiếp nha. Chắc mình lấy thêm trứng nha. Bốn quả ai như thế này là được rồi nha mọi người, nhớ cho tiêu nha cho nó thơm nha. Hồi nãy là quên quay video mà bỏ mình nếm tiêu hồi nãy, nhưng mà mọi người nhớ nếm lên bỏ tiêu vô cho nó thơm. Em như thế này là được rồi nhé. Đây nước dùng của mình sao nó được gần một tiếng này, nó như thế này nhé. Nếu mọi người thấy nó ra bọt như thế này mọi người vớt ra nha. Nó thì lâu lâu mình nhìn lại cái nồi nước lèo của mình nhé, nó có bọt thì mình vớt ra, còn không có thì mình để vậy. Giờ mình chuẩn bị bỏ này nhé. Làm cho tới hết cái này nhé. Nếu mọi người không có ăn được nhiều cái này thì mình để lại, còn mình ăn hết thì mình bỏ hết luôn nha. Hành còn chút xíu hồi nãy, giờ mình phi thơm nha. Xong rồi mình xào cà chua nha. Hành chín rồi này, thơm rồi mình bỏ cà chua vô, xào đừng có xào nát quá nha, xào vừa rồi chín xào chút xíu thôi. Giờ mình nếm nữa. Yeah,
chút đường. Xào 2-3 phút thôi, mình tắt bếp nha. Xong mình đổ vô trong nước dùng nha, nước lèo nha. Nếu muốn màu đẹp thì mình cho vào màu điều nha. Như thế này là được rồi nhé, tắt bếp nha. Đổ qua bên này nhé. Giờ mình nếm thử nha. Cho 3 muỗng đường nhé. Một muỗng hạt nêm. Cho 2 muỗng muối. Chút xíu bột ngọt nhé. Một muỗng bột ngọt. Cho thêm mắm tôm hồi nãy nhé. Mùi thơm lắm mọi người ạ. Nhìn thấy ngon chưa? Thơm lắm. Nếm nước mắm nha. Bún mình làm nó mặn chút xíu nha, tại vì tí nữa mình bỏ rau bún nữa. Nếu mình nếm nó đặc quá tí nữa mình bỏ gia vị, bỏ mấy cái kia nó lạc rất là nhiều, nên mình phải nếm nó mặn chút xíu. Đó, như thế này là được rồi nhé. Mọi người nhớ nếm theo khẩu vị của mọi người nhé, đừng có nếm theo mình nhé. Mình mà đổ huyết trong này luôn nha.
nó thêm 2-3 phút là mình tắt bếp nha. Còn trà với gì ta, trà lụa với trà gì đây không biết, không nhớ tên nữa. Tí nữa mình cái này mình để riêng nha. Giờ nước lèo đã xong rồi nhé, thế này là được rồi. Tại vì huyết mình cũng nấu chín rồi, không không có không không nấu thêm cũng được. Giờ mình vớt bọt này nhé. Xong rồi nè, mình tắt bếp nha. Tắt bếp cái gì thân thức hả? Được rồi. Bún nha. Ăn nhiều thì lấy đi nhiều nha. Leo nha. Đây nước leo này. Chào quý vị. Bỏ tương ớt, tương ăn phở, nước mắm, đừng có để nhiều quá sẽ bị mặn. Mời mọi người ăn chung nhé. Ngon đấy. Vừa hả? Hả? Ê, mình ướp hồi nãy ăn rất là ngọt và mềm, dai dai.
vừa ăn lắm, không có mặn, không có lạ. Thôi chào quý. Tôi nhỏ quá không biết ai trộn cái này luôn, đều đau. Ngon, ngon, ngon hàm. Vừa ăn lắm mọi người ạ. Rất là ngon. Nước uống tăng lực number one. Hai đứa lớn ăn xong rồi, tại vì mình không có cho nó ngồi gần đây, tại vì nó cái ghế này chật quá, nhỏ quá không có vừa, nên cho hai đứa đó ăn trước. No, mà. Sườn á, sườn heo. Sườn vui nè. Sườn bật dơi. Cái này mình làm cua tôm nha, chứ không phải cua.
Tí nữa mình làm cho mấy đứa chị à bên tiệm mình ăn nha. Chị gái mình không có ăn cua nên mình làm bằng tôm. Nhắm mà nhắm. Cay quá. Hằng. Ý. Chào lỗi. Người ta làm hơi ngọt quá. No. Not this. Sắp no rồi. Bà mới gần không? Gần không? Năm bức ạ. Huyết. Này là huyết. Huyết bạch dây. Ôi có heo. Thank you.
Giờ anh no lắm rồi, anh không nổi nữa, anh hết một tô rồi này. No lắm, ngon lắm mọi người. Mọi người nên nấu thử bún tôm khô này nha, ngon lắm. Giờ chắc mình xin dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu thích video của mình thì cho mình một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Để mình quay những video nhiều hơn cho mọi người xem nha. Giờ mình xin chào mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.